sau đây quý vị. Di Đà Phật kính niên Sài Gòn Hồng An. Đà Phật. Hôm nay rất là vui khi đến cuối tuần chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện.
Chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và kính mời tất cả các chư vị cùng tương tác với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cuối tuần. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Vương Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam. Cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và hồn thiêng sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc trong chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ mỗi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thét cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A-di-đà-phật. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Cùng chúng tôi tương tác dâng lời cầu nguyện. Bây giờ chúng ta cùng đọc kinh dâng lời cầu nguyện lên Đức Thế Tôn sớm hằng giúp chúng ta giải thể được tà quyền cộng sản để chúng ta an hưởng thái bình ở địa đàng. Mời quý vị. A Di Đà Phật. Mari be me om.
đi bê mê ô, ma 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 đi bê mê ô, đi bê mê ô, ma 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 đi bê mê ô. Ma đi bê mê ô, 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 bê mê ô, ma đi 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 bê mê ô, đi bê mê ô,
Ma đi bê mẹ ôm, 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 ma đi bê mẹ ôm. Mari be me om, 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 mari be me om. Mari be me om, 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 mari Mari be me om, 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 mari be me om. Mari be me om, 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 mari be me Mari be me om, 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 mari be me om. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi tương tác cầu nguyện hôm nay. Quý vị có khỏe không? A Di Đà Phật. Quý vị luôn là bình an. Đúng không? Vâng, chúng ta xin trở lại chương trình. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện thật là kinh hoàng. Khi thời vượt biên ngày xưa, quý vị nào mà có đi vượt biên rồi đó thì ắt hẳn quý vị có thể nhẹ bớt đi cái phần nào khi mà nhắc lại chuyện phải bỏ quê hương xứ sở thân yêu của mình, rời xa người thân yêu rồi dẫm bừa trên cái nguy hiểm đổi cái nền tự do dân chủ sau này. Thật sự nhắc lại những cái mối đó thật là kinh hoàng. Nhưng tuổi trẻ hôm nay cần nên phải hiểu. Muốn mong rằng tuổi trẻ có một sự thông cảm nào đó. Nếu quý vị không thông cảm cái sự ra đi đau khổ của quốc dân Việt Nam mấy mươi năm về trước thì quý vị sẽ rất là xem thường cuộc sống ngày hôm nay. Dù quý vị khổ vì quý vị đã than vãn rồi mà quý vị sung sướng, quý vị vẫn có cái than vãn của sung sướng.
Chẳng hạn như quý vị có tiền, rồi quý vị dùng đồng tiền đó quý vị, thay vì quý vị là một nhà thân ái giúp dân nghèo cứu khổ, mà ngược lại quý vị dùng đồng tiền mình tìm được để rồi tự cho mình thanh cao lên, góp phần vào một vài cái tổ chức, phải đợi là cái tổ chức đó thật nổi tiếng để người ta nhắc đến cái tên của mình, rồi cuối cùng cái số tiền mình góp vào đó người ta sẽ giữ nguyên trong lúc ngoài xã hội, có biết bao nhiêu tai ương cần sự giúp đỡ. Người ta đợi một ngày, một giờ để có một gói mì tôm để ăn, để sống qua ngày, nhưng họ không bao giờ phân phát cái đồng tiền được ba tánh cúng dường cứu rỗi cho muôn dân. Họ giữ mãi trong nhà băng, trong cái túi của họ. Đó, cho nên mới nói rằng là quý vị nghèo quý vị cũng than vãn, mà khi quý vị giàu rồi quý vị cũng làm phách rồi cũng than vãn. Tất cả cái tiếng nào của quý vị, nếu không có một sự thông cảm nào đó để làm trụ cột, để sửa mình, thì quý vị luôn là đau khổ. A-di-đà-phật. Cho nên phải có một sự thông cảm. Mình phải thông cảm đâu phải là chỉ là hài hòa với lại cái gì mình suy tư bình thường đó, mà mình phải có cái mối chốt của nó để chỉ thông cảm. Cái nào buồn là buồn, cái nào không buồn thì nó không buồn, chứ không thể nào mà cái gì nó cũng lẫn lộn trong đó, nó không có cái mối chốt. Và phần lớn cái suy tư của mình không đến tới cái ba tánh. Mặc dù mình bỏ tiền ra thật á, mình muốn giúp người, nhưng mà đồng tiền nó đâu có đến nơi đến chốn đâu, bởi vì mình muốn được nổi danh. Tội nghiệp khi mà trên diễn đàn của quốc tế người ta nhắc đến những cái giai đoạn mà lụt ở miền Trung, biết bao nhiêu các nhà hảo tâm người ta góp tiền. Tiền Việt Nam người ta làm buổi sáng ăn buổi trưa, làm buổi trưa ăn buổi chiều, mà người ta góp được cả mười mấy tỷ tiền hồ. Thế mà đồng tiền đó nó cứ nằm mãi, nó chờ nước hết lụt, rồi nó chờ cỏ mọc xanh, rồi nó chờ người ta chết trôi chết sình ở đâu hết, rồi lúc đó là nó mới ti hô lên: à, chúng tôi cũng quên mười mấy tỷ trong nhà băng chưa gửi ra. Trời, công nhận họ quên cũng khôn rồi chứ. Họ quên cái gì chứ, họ quên tiền mà họ quên để nghiêm trong nhà băng. Thật sự đó là đau khổ. Mà xin thưa, nếu chúng ta là Phật tử thì chúng ta nghĩ cái đó là cái nghiệp, chứ không phải là nó đều có cái nguyên nhân. Ông bà mình nói là thiên hạ bất thị vô đế sự, mà mọi cái thứ gì ở ngoài đời này khi mà mình thấy nó không phải là không có cái ý nghĩa gì đâu, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Cho nên cái đó là cái mà chúng tôi muốn mời quý vị để có một cái nhìn thông cảm về những ngày niên thập kỷ mà đã trôi qua, mà các vị ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta bỏ xứ ra đi trên biển cả. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một hàng triệu câu chuyện ra đi. Mỗi một người có một cái câu chuyện. Người ra đi vượt biên, xin lỗi quý vị nha, mỗi người nào cũng có cái câu chuyện hấp dẫn hết. Khi mà chúng tôi gặp nhau thì chúng tôi hỏi ngày xưa anh đi ra đi như thế nào, họ kể câu chuyện của họ là mình quên uống cà phê, nước ly cà phê cái nó nguội luôn. Rồi khi mà mình kể câu chuyện của mình thì họ cũng không uống nổi ly cà phê, là ly cà phê của họ cũng để nguội luôn. Bởi vì mỗi một người có một cái cách thức mà có một cái câu chuyện mà phải nói là tê tái cõi lòng khi mà được nghe kể lại. Không có cái câu chuyện nào giống câu chuyện nào cả, không có, tuyệt đối luôn. Mặc dù hàng ngàn, tôi xin lỗi, hàng triệu luôn ấy chứ hàng ngàn gì, hàng
trăm ngàn, có thể là tới hàng triệu chuyến ghe ra kia, ra khơi đi, mà không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào. Thì chúng tôi xin đặc biệt hôm nay kể một cái câu chuyện về con tàu VNKG0602 xuất phát từ cầu tàu Tắc Cẩu, Kiên Giang, để cho quý vị nhìn thấy. Tại vì như tôi vừa thưa quý vị là chiếc tàu nào cũng có cái hay của nó, nhưng mà bây giờ tôi chọn một chiếc tàu này, cái hay nó, cái thê lương của nó hầu như là dọc theo từng khắc ngay cái lúc mà rời bến Việt Nam cho đến khi được tàu cứu vớt, nó xảy ra từng khắc. Vậy thì xin thưa quý vị là con tàu xuất phát từ Kiên Giang. Con thuyền bị cắt dây neo tại bến tàu Tắc Cẩu. Địa lý trên sông Tắc Cẩu nó có phần đất như một cái xã của Rạch Giá. Từ Rạch Giá Sỏi, Rạch Sỏi đi vào, nó có một cái con sông từ đó chảy ra biển. Ở trên sông đó thì luôn có tre, nó che khuất. Nhưng gần bến tàu vô đó, nó có một cái cầu tàu để người ta bước lên cầu tàu rồi mới lên chiếc thuyền. Thì phía đằng trước là có một dây neo và có một mỏ neo được thòng xuống, và ở đằng sau có một sợi dây nữa và được buộc vào một bụi rậm. Cầu tàu nhỏ chỉ vài thước, chỉ để được vài người xuống mỗi lần. Để con thuyền, cầu tàu nhỏ làm bằng ván chỉ đủ với ra khỏi nước nông để tới chỗ sâu để cho con thuyền khi cập vào không bị mắc cạn. Đầu thuyền hướng về biển nên nó không cần thả neo trước mũi và chỉ buộc dây phía sau bên lái của thuyền mà thôi. Người đóng vai trò vô cùng quan trọng và chính nhất ở trên con tàu đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta hôm nay. Là người, cũng là người đang đứng tại khúc giữa của chiếc thuyền trên bến tàu. Bên cạnh có một người công an đọc tên và Ngài Đức Quốc Công đếm từng người lên thuyền. Khi Ngài thấy sợi dây rớt xuống nước, Ngài không biết nó bị rớt hay bị cắt gì không biết. Nhưng nước đang chảy ra hướng biển. Bên dưới nước có nhiều thứ nguy hiểm lắm. Những cột trụ nhọn, hoặc tre nhọn, hoặc bị công an bắn nếu ai nhảy xuống. Nhưng khi Ngài Đức Quốc Công thấy chiếc thuyền trôi qua trước mặt, cái đuôi thuyền qua khỏi ánh nhìn, thì không kịp tính toán gì nữa. Trong tay Đức Quốc Công đang cầm cuốn sổ điểm danh, Ngài vội đưa nó cho người đứng kế bên. Ngài phóng mình xuống với ước tính rất nhanh. Tuy là nước đang chảy ra ngoài biển, nhưng mà Ngài bơi không sao kịp chiếc thuyền được cả. Cho nên phải tính rất nhanh là không bơi theo chiếc thuyền sẽ bị đuối sức vì bơi không kịp. Cuối cùng, Ngài cũng sẽ không làm được gì cả. Khi con thuyền đi qua khỏi mình thì sợi dây neo vẫn còn đi theo sau bên lái của chiếc thuyền VNKG0602. Cho nên chỉ có một cách là bơi ngược lại và nắm vào sợi dây neo đằng sau bên lái cho con thuyền còn đang là đà trên mặt nước. Dùng sức mình, Ngài nắm chặt sợi dây, một tay
thì phân theo sợi dây, còn một tay thì tự cuốn vào tay mình và hai chân đạp nước để bơi theo. Thì chính đoạn dây đó bị thu ngắn lại, con thiền lúc đó ngài không phải bơi nữa mà ngài chỉ dùng tay thu ngắn đoạn dây đó lại. Thì lúc đó thu được ngắn lại đến đuôi thiền và được anh em kéo ngài lên thiền. Ngài mệt ngắt ngư vì thiền Việt Nam cabin nằm đằng sau cùng với tay lái, bởi vì đằng sau con thuyền nó thấp hơn đằng mũi. Ngài vào lái thuyền lui lại mà phải tống hết ga vì lúc đó thủy triều đang hạ và nước đang chảy mạnh ra biển. Nhưng tại sao mình không lái thuyền quay lại mà phải lui lại? Xin thưa, vì khúc sông đó không đủ rộng nên chỉ dè hết ga mới lui được con thuyền lại và đậu vào bến, chứ không chạy thuyền vòng trở lại được. Thuyền được lui lại và rước 200 thuyền nhân đã bị bỏ lại trên bến tàu tắc cậu cùng ra khơi. Chuyện gì xảy ra khi thiền bắt đầu ra khơi? Tiến trình 14 lần cút biển mưu toan tại Biển Đông. 14 lần cút biển. Một lần đã thấy hồn bay tán khoách hết rồi. Nhưng mà 14 lần trên con thiền 524 người. Tới đây tự nhiên mình cảm thấy là hết sức luôn, gọi là kiệt sức. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi cũng là vượt biên. Kinh hoàng quá. Diễn tiến là vì chúng nó, bọn hải tặc đã cướp trước đó rồi. Mỗi lần chúng cướp là chúng nó qua lục lạo. Nhưng chúng ta nên nhớ là trên thuyền có 524 người, mà rất nhiều thanh niên, mà trong đó có những người lính của ngài, những người lính của ngài nữa nha quý vị. Tức là Black Tiger, tuy là không có vũ khí nhưng mà chúng ta nên biết những người lính đó tay không cũng có thể đánh giặc và là chuyện thường. Cho nên sở dĩ mà cả thuyền nhân không phản ứng vì là vì cái chiếc thuyền vượt biển vì đóng rất gấp, vì không đủ ván để mà đóng, thiếu thốn, không có đủ tiền để mua ván đóng thuyền, cho nên chỉ mua được cái ván gòn đóng ở trên. Trời ơi, ván cầm xe thiệt cứng kinh khiếp, ra khơi mà nó còn muốn sổ đinh sổ chốt ra. Đây là ván gòn này, quý vị biết ván gòn mà cái gòn nhẹ mềm, lúc nó khô trên khô mà nó còn mềm, không chi là xuống nước biển à. Thứ nước biển mà cổ gòn đó chẳng giống như là giấy cà tông, cứng hơn giấy cà tông khi nó xuống nước là cùng. Kinh hoàng. Cho nên chỉ mua được ván gòn đóng ở trên, còn bên dưới thì ngài kiếm cây gỗ tốt vì bên dưới nó đụng nước nhiều hơn bên trên. Vì loại cây gòn mà đụng nước thì nó bị nở ra, cho nên nhiều người trên thuyền bản lĩnh lắm. Trên thuyền có trên dưới 100 người là đàn bà trẻ em. Còn lại ít nhất là 200-300 người là quân nhân và thanh niên, rất đông. Sở dĩ là đi vượt biên nên ai cũng muốn đóng vai trò yếu đuối để tránh mắt của tụi Việt Cộng. Với lại mấy ngày trên thuyền ăn uống vốn hạn chế cho nên sức khỏe không được bình thường, nhưng có những thanh niên, những người lính của ngài chịu đựng sương gió và họ còn khỏe lắm, và trong đó có thi thủ đoạn. Vì thiền đó đã bị cướp đến mười mấy lần, chuyến cuối cùng cướp là thứ 14, đó là trên thiền. Không còn thứ gì nữa và thì thiền đó được may mắn là có một tên đi vào trong cái cabin
và nó gõ lên cái tay lái, thấy được trên vu lăng bằng vàng, kinh khiếp. Tay lái tròn có những cái nắm lằn, cái nắm lằn để nắm, thì ngài làm những cái nắm đó bằng vàng, và vàng ngài sơn đen lên trên những cái lằn tay nắm đó. Khi hải tặc nó chặt con dao vào thì nó lòi vàng ra, rồi nó tháo cái vô lăng đó ra. Tại vì khi nghe chúng đến cướp thiền của ngài, không phải diễn ra trong nháy mắt đâu, nhiều khi xảy ra cả 2-3 giờ, phải đấu trí với chúng nó căng lắm. Ngài tiên liệu khi thấy chúng nó tới gần thiền mình thì mình chiến đấu cũng được nữa. Tại lực lượng của thủy thủ của Thái Lan cũng không đông lắm đâu. Thường thường mỗi chiếc ghe chỉ khoảng 10 tên thôi, 6-7 tên, có thuyền 12 tên, 13 tên và chúng nó có 1-2 khẩu súng, một vài con dao dài. Nếu thật sự mà đánh thì phía bên ngài chiếm phần thắng một cách dễ dàng, nhưng mà tụi cướp biển nó cũng khôn lắm, không bao giờ nó cho qua hết lực lượng bên thuyền. Nó vẫn giữ 1-2 thủy thủ và thuyền trưởng ở lại bên ghe chúng nó. Chúng chỉ cho vài thủy thủ bơi qua hoặc nhảy qua khi đi gần đến thuyền của mình. Xin phép quý vị. Ghe Thái Lan nó cứng lắm, còn thuyền của mình do mình đóng vội và để vượt biên, nó yếu đuối lắm. Hễ đụng vào nó dễ bị nứt ra ngay, và phía ngài sợ nhất là nó nổi giận, nó hút ghe nó vào thuyền mình thì thuyền của mình sẽ bị chìm. Mà những người thanh niên có thể bơi được, nhưng ai sẽ cứu được 100 phụ nữ và trẻ con ở ngoài biển khơi? Tại vì trên thuyền những cái vật mà có thể nổi không bị chìm và đổ chừng 10 cái phao, với những cái thùng nhựa có thể làm phao, rồi người ta có thể bám vào, rồi khi kiệt sức chết ngoài biển. Cho nên ngài nhất định không cho giao chiến. Hoặc không muốn cho thủy thủ của Thái Lan nổi giận, nên nó mà nổi giận lên là nó hút chiếc ghe của chúng nó vào thuyền của mình. Nhờ mình nói chuyện với chúng nó, và nhờ vào phu nhân của ngài cũng biết chút ít tiếng Thái Lan, nói chuyện với nó và cũng nói chuyện bằng tay, bằng chân, nói chuyện bằng mắt cũng có. Dùng đủ mọi ngôn ngữ nói cho nó hiểu, nhưng nó bị trúng kế ngài từ đầu. Tại vì thông thường khi nó qua, nó lục lọi thuyền của ngài, thì nó dồn thanh niên, một là đi về một phía hoặc về bên ghe của chúng nó luôn. Mà khi người thanh niên Việt Nam mình khi đóng vai yếu đuối thì họ dễ bị yếu đuối lắm. Nhưng mà lần này bên phía của ngài đóng vai yếu đuối, nên những người lính của ngài nhận lệnh của ngài là thay vì ở bên thuyền của mình để bảo vệ cá nhân và gia đình ngài, thì được nhận lệnh của ngài là đi chung với thanh niên trên thuyền đã bị tài công chúng nó lùa qua bên ghe chúng nó. Lúc đó nó thấy những người có vẻ ốm yếu lắm,
Đói như vậy thì nó coi thường. Nó để đứng một góc. Thì khi Ngài nói chuyện với thiền trưởng của phe cốc biển, thì chúng nó chú ý thấy hai người đang đứng nói chuyện, thì những người lính của Ngài từ từ tiến về đứng sau lưng của chúng. Nếu Ngài hất càm cho nó nhìn thấy Ngài đang, chúng đang đứng sau lưng của chúng, chúng ta đang đứng sau lưng của chúng nó, thì nó biết đó đang lọt vào bẫy của mình. Trên đại dương, trên biển đông mênh mông, cái sự chết nó gắn bó với lại con người mà Ngài dư cái bình tĩnh mà nghĩ ra những mưu kế đối kháng với lại những hải tặc của Thái Lan không phải là chuyện dễ làm. Cho nên mới nói rằng Ngài Đức Quốc Công của chúng ta là một vị, phải nói là vĩ nhân. Thật sự, quý vị không tin, nhưng mà tôi cũng khuyên, cầu mong quý vị sớm nhận diện ra đi, để thu ngắn lại con đường trở về cứu quốc, thu ngắn lại những cái ngày khổ hạnh của quốc dân Việt Nam, để chúng ta cùng an hưởng thái bình. Hãy sớm nhận diện Ngài là một vị thiên sứ cứu rỗi muôn loài, đặc biệt là quốc dân Việt Nam. Cho nên Ngài chỉ dự trù thôi, chứ không muốn giao chiến. Còn những đứa bên này, chúng nhảy qua, nó cúp cái vô lăng. Còn một vài đứa thì ngay khi chúng cướp vô lăng đó, gần như là cuối cùng, đó là chúng nhảy xuống cùng nhau bơi đi. Là khi Ngài nói chuyện với thiền trưởng của nó, là lệnh cho chúng nó nhảy xuống nước. Thậm chí có những cái rất là đau lòng, trong lúc phu nhân của Ngài phải chắp tay nói chuyện với nó bằng tiếng Thái. Tại tụi Thái Lan thấy phu nhân của Ngài hầu đó, tự nhiên ở giữa trán có một cái nút ruồi màu đen, mà tụi Thái cho đó là dấu ấn của công chúa hay nữ hoàng. Cho nên chúng quý trọng phu nhân lúc đó lắm. Đối với người Thái Lan, cái chấm đó tượng trưng như là công chúa hoặc là hoàng hậu. Nên chúng nó chấp tay xá phu nhân nhiều lắm. Tức là chúng nó lạy đó. Tại vì Ngài cũng biết được một vài tiếng Thái để nói chuyện với chúng nó. Phu nhân thì biết nhiều hơn Ngài. Ngài thì chỉ biết một vài tiếng chào thôi. Thì khi chúng cầm được cái vu lăng, chúng cùng nhau ôm nhảy xuống bơi đi. Tại vì cái vu lăng nó cũng khá nặng, bởi vì làm bằng vàng mà. Ngày xưa người ta đi vượt biên, người ta giấu vàng đủ mọi cách thức, đủ mọi hết quý vị, trong cơ thể cũng nhét được vàng ở trong cơ thể luôn đó nha quý vị. Nói như thế đó cho quý vị biết luôn đó. Cho nên đó là từ cái bánh lái của tàu, hay là từ cái mạng ghe, là tao phét lỗ tao nhét tiền ở trong, nhét đô la, nhét vàng rồi trong đó đủ mọi hành thực. Nói chung cái chuyện đi vượt biên kể muôn đời không bao giờ hết, mỗi câu chuyện có một cái hay. Cho nên khi mà chúng nó cúp được bánh lái rất là nặng, bởi vì có vàng ở trong đó. 4-5 thằng nó nhảy xuống nước bơi về ghe nó. Khi nó nhảy xuống nước thì lúc đó đã chiều rồi, và lúc bấy giờ biển bắt đầu động, nên sóng bắt đầu nó đập dữ dội lên rồi, mà thuyền thì khó lái. Lúc đó thấy có tàu Tây Đức chạy cách vài dặm phía xa. Bây giờ tay lái của thuyền không điều khiển được. Ở bên dưới đằng sau tay lái có một cái trục để nó nối lại với chiếc dây xích, và chiếc dây xích đó xuống bên dưới thuyền, nó nối ra trong vịt. Cho nên Ngài mới kêu anh em nhảy xuống
kéo cái dây xích như là lái vậy, nhưng nó nặng lắm. Để cho chiếc thuyền tấm hết ga chạy đón đầu chiếc tàu Tây Đức. Lúc đó ngài chưa biết đó là chiếc tàu Tây Đức, cho nên nghĩ là tàu của nước nào đó. Tàu rất to lớn, ngài nghĩ là nó có thể cứu được thuyền của mình. Và cũng may mắn nữa, lúc bây giờ sóng ba đó, ngài phải cho thuyền chạy đón đầu tàu Tây Đức, bởi vì tay lái của ngài không còn bẻ lái được nữa, bẻ chỉ có được một hướng thôi, bẻ một cách nặng lắm, bẻ qua cái hướng để chặn cái đầu tàu của Tây Đức. Nhưng mà cái máy thuyền nó yếu, cho nên nó nổ hết ga rồi mà nó cũng bị vô nước, tức là cái lá mái, các chân vịt máy bị chúng nó đục đẽo kiếm vèn, thành ra cái lát và mà thò ra bên ngoài bị hở và nước nó tràn vào, nên anh em thanh niên rất là tội nghiệp, chạy xuống lấy áo của mình nhét vào cho nước nó bớt vô. Nhưng mà nước nó vẫn vô. Nhưng mà ngài nổ hết ga để chạy chiếc thuyền của mình để đón tàu Tây Đức, nhưng đón không được. Tại vì tàu Tây Đức nó chạy khá nhanh, nên mình chạy hết ga mà cũng không đón được, cho nên mình lọt đằng sau đuôi nó, gần như cách xa nó cả nửa cây số vậy. Và lúc mới thấy được dưới nước, chứ không phải trên mặt nước, một cái ống nhựa plastic màu trắng đỏ, một khoảng trắng một khoảng đỏ. Ống đó lớn bằng cổ chân, nó chìm dưới nước. Ngài nghĩ nó có liên hệ gì với tàu Tây Đức. Cái hướng của cái ống đó nó đi về với tàu Tây Đức, cho nên ngài mới lấy cái mỏ neo kéo móc cái ống nó lên. Thì ngài thấy cái ống đó là một cái loại ống cấu trúc đặc biệt tự nhiên. Ngài không biết cái ống này là gì, nhưng ngài biết cái ống này rất là quan trọng với tàu Tây Đức, cho nên ngài mới kêu thủy thủ đem con dao ra và làm bộ ngài như đưa con dao đưa lên đưa xuống, như muốn chặt cái ống đó ra làm hai. Cái câu chuyện này phải nói là nghe rất là hấp dẫn và kinh hoàng giữa đêm trùng dương dậy sống. Ngài đưa con dao đưa lên, giá xuống như ngài muốn chặt nó. Mà nếu có ai trên tàu Tây Đức, có ông dòm nhìn xuống thì họ có thể thấy ngài như muốn sắp cắt cái ống đó của họ ra. Nhưng lúc đó ngài cũng chưa biết cái ống đó là cái ống gì, nhưng sau này thì ngài mới biết đó là cái ống tầm dương quét sóng xuống để đo, mà đo chiều sâu của mặt biển hay sao. Lúc đó ghe Thái Lan còn lẫn vẫn ở đó và còn vài chiếc khác nữa. Chúng gọi nhau như báo cho biết là thuyền của ngài bị thương tích rồi và thuyền của ngài ắt không thể chạy được. Nó gọi lại và chúng nó muốn làm thịt cái chiếc thuyền của ngài luôn. Kinh khiếp. Thì may trong lúc đó thì có chiếc cano của tàu Tây Đức, nó thả xuống và nó chạy lại và nói bằng cái loa với ngài là hãy thả cái ống nước đó ra. Ngài không thả nó ra mà nói với chúng nó là ngài muốn nói chuyện với ông thuyền trưởng. Thì nó trao đổi với ông thuyền trưởng của chúng nó. Thì lúc đó tụi Thái Lan nó cũng không chịu bỏ đi. Tụi nó tới lúc đó không phải chiếc thứ 14 đâu, mà còn thêm mấy chiếc nữa.
Chúng nó lẫn vẫn bên thuyền của ngài vì chúng thấy con thuyền của ngài bị nạn đó. Lúc bấy giờ nước nó vào. Lúc đó thì người thủy thủ Đức trên cano rút súng ra bắn chỉ thiên. Cái súng đó không phải là loại súng bắn đạn mà là loại súng mà bắn ble, loại đạn để báo hiệu, phát tín hiệu lên để họ làm hiệu trên tàu Tây Đức. Cho nên tụi Thái Lan nó không dám tới gần. Rồi thủy thủ của Đức họ đưa ngài qua tàu và nói chuyện với tàu Tây Đức. Khi ngài được mời lên tàu Tây Đức, ngài có hỏi trong thuyền có ai biết ngoại ngữ thì cùng đi leo theo ngài lên và giúp ngài trong việc thống dịch. Thì có hai người cho mình là người, có người cho là mình là thông dịch viên và có người kia cho mình là thầy dạy Anh ngữ. Cả hai cùng theo ngài lên tàu Tây Đức, nhưng cuối cùng chẳng có ai trong hai người đó có khả năng xin ngữ gì cả. Ngài tự dùng vốn xin ngữ Đức của mình đàm thoại trực tiếp với thuyền trưởng trên tàu Tây Đức mà không cần dùng đến hai nhân vật khoác lác sợ chết nhận mình làm thông dịch viên kia đi cùng. Xin phép quý vị. Khi mà tàu Tây Đức muốn cứu chiếc thuyền của mình rồi, lúc đó thì họ mới xoay chiếc tàu lại. Thì lúc bấy giờ ngài đang đứng ở trên đầu mũi tàu với lại ông thuyền trưởng, và khi tới gần con thuyền của ngài, lúc đó thì ông thuyền trưởng cho ngài mượn cái loa phóng thanh để mà ra lệnh bằng tiếng Việt bên dưới để cho mọi người biết là thuyền được cứu rồi, để cho mọi người an tâm, ai ở đâu ở đó, nếu không thì họ chạy dồn về một bên. Nhưng dù nói cách nào đi chăng nữa, thanh niên trong thuyền họ cũng không nghe. Hồi nãy ngài cứ kêu họ xuống hầm để nằm hết rồi, nhưng bây giờ thì họ nhao nhao lên, không ai dưới cái nắp hầm hết. Họ trồi lên từ nắp hầm đó, họ chui ra và họ tràn về phía bên hướng của tàu Tây Đức. Kính thưa quý vị, khi mà đã bao nhiêu lần canh cánh dập lộn với lại sóng của Biển Đông, đói khát mệt mỏi khi mà nghe tàu nước ngoài cứu thuyền của mình, thì bỗng nhiên cái sức khỏe ở đâu không biết nó dồn về, nó giống như lực sĩ vậy đó ha. Bước lên hiên ngang la hét, rồi lại không còn tự chủ nữa, muốn ai cũng muốn được cái là lên tàu, tàu lớn, thuyền lớn cả, tàu lớn cả. Cho nên họ cứ dồn về một bên, dễ bị lật úp ngay cái tức khắc, cái phút cuối chỗ đó dễ bị lật úp lắm, rất là dễ. Cho nên đó là ngài ở trên, ngài nhìn thấy, ngài dùng loa, ngài phóng bằng tiếng Việt. Vì bên dưới là thuyền được cứu rồi, họ phát, ngài phát xuống, thuyền mình được cứu rồi, để cho mọi người an tâm, ai ở đâu ở đó. Nếu không thì họ cái chạy dồn về một bên. Nhưng dù nói cách nào đi nữa thì thanh niên trong thiền họ cũng không nghe. Hồi này đó là ngài có kêu họ là xuống hầm để nằm hết rồi, nhưng bây giờ thì họ nhún nháo lên, không ai giữ cái nắp hầm hết. Họ chui từ nắp hầm đó, họ chui ra và họ tràn vào phía bên tàu Tây Đức. Thiền của mình rất dễ bị lật úp như thế lắm. Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, lúc bây giờ thuyền của mình không có bên lái. Nó đang chơi vơi mà nếu không khéo mà tàu Tây Đức nó đụng vào thuyền của mình thì thuyền cũng bể luôn.
Vì tàu Tây Đức nó lớn là và nó lớn là và bằng sắt nữa. Và nếu không thì những người thanh niên trong hầm nó tràn ra, chúng nó tràn về một phía, dự định là thống xuống bơi qua luôn. Kinh hoàng, tới lúc đó không biết sức khỏe ở đâu, kinh hoàng lắm quý vị ơi. Để cho tàu Tây Đức cứu họ, vì chúng tràn qua một bên thuyền, thuyền dễ bị lật úp, thanh niên đó bơi được, còn đàn bà, con nít, người già thì làm sao bơi được. Mà biển thì lúc đó đang động đến cấp 5, cấp 6. Bão cấp 5, cấp 6 cũng lớn lắm, như là bão rồi. Khi lên tàu Tây Đức thì ngài mới biết được là biển đang động cấp 5. Thì lúc bấy giờ sóng bắt đầu lớn lên và cấp đó trước thuyền ngài sẽ lật. Ngài dùng thủ đoạn quân nhân và nhảy từ. Ngài chỉ kịp là giao chiếc loa lại cho một người đứng bên cạnh mà không biết có phải chính ông thiền trưởng hay không. Lúc đó cũng không nhìn thấy ông thiền trưởng đâu cả. Lúc bấy giờ ngài từ trên tàu Tây Đức thật cao mấy chục feet, nhìn xuống thuyền mình thì ngài không kịp suy nghĩ nữa, và vì nó sẽ lật cho nên ngài giao cái lo cho một người đứng bên gần ngài. Có phải là ông thiền trưởng hay không, ngài lúc đó không còn nhớ tới ông ta luôn. Ngài phóng mình từ xuống thuyền của mình, nhưng mà may là trời thương hay sao, ngài phóng xuống trúng vào nắp hầm. Chiếc thuyền của ngài có hai cái nắp. Ngài nhảy vào cái nắp phía trước và ngài cho dỡ cái nắp đầu tiên và đuổi hết đám thanh niên nó xuống hầm lại. Và ngài nói với lại phu nhân là cứ ngồi lại trong cabin, không được ra ngoài. Thì lúc đó mới chỉ huy cho người ta leo lên tàu Tây Đức. Tại họ chỉ thả một cái thang dây thôi. Thật sự có nhiều cái cảnh huống mà chúng ta nhìn thấy ở trên Biển Đông, có những tàu cứu rỗ nó có thang, mình bước thang lên, còn có người ta nói cột dây từng người kéo lên đứt ruột lắm, nguy hiểm lắm quý vị. Phải nói là nếu ai mà chứng kiến, chúng tôi không có đủ lời diễn tả nổi những cái khúc đó kinh hoàng. Họ cho leo lên cũng hơi khó, vì tàu Tây Đức nó chỉ thả có một cái thang dây xuống thôi. Bắt buộc phải cho đàn bà lên trước, rồi ngài cũng cùng các cụ chuyển con nít cho mẹ cha chuyển lên. Chỉ biết là đàn bà con nít chứ không biết đó là mẹ con. Là khi phụ nữ họ lên là chuyển con nít đi theo cùng. Các người phụ nữ giúp nhau chuyển con nít lên tàu, xong đến các cụ, rồi thả các thanh niên ra để tự leo lên tàu. Sau khi lên tàu xong thì ngài mới cho phu nhân của ngài lên bồng các con và ngài phụ leo lên tàu Tây Đức. Nhắc đến đây chúng tôi cần nên nói cho quý vị biết, nếu mà Đức Quốc Công chúng ta không phải là một thiên sứ để cứu rỗi thì nhất định ai cũng phải dành cái phần ưu tiên cho chính gia đình của mình. Nhưng ngược lại, ngài Đức Quốc Công tới cái chỗ thập tử nhất sinh mà ngài cũng có thể giữ được bình tĩnh rằng mọi người lên tàu trước hết, và ngài cùng gia đình của ngài, con cái của ngài là người lên sau cùng. Đó nói đến đây cho quý vị nhận diện, nên quý vị nên nhận diện ngài càng sớm để thu ngắn con đường và chúng ta trở về cứu quốc để an hưởng cái thanh bình. Chứ chúng ta không còn một cái lý do gì mà không đặt cái niềm tin những sự lãnh đạo đất nước của ngài ở tương lai. Duy nhất chỉ còn có một mình ngài nữa thôi. Nếu không phải ngài thì không còn bất cứ một người nào nữa đâu quý vị. Những cái tình huống đó
chúng ta sẽ nhìn nhận ra Ngài không phải là một con người bình thường. Cho nên, chúng ta từ lịch sử đã để lại cho chúng ta nhìn thấy, khi chúng ta nhìn thấy một bậc đại nhân, đại nghĩa, một bậc thánh, là các vị đó trong mọi tình huống luôn luôn an nghi tự tại, không buồn chồn lo lắng mọi thứ. Ngài Đức Quốc Công của chúng ta ngày hôm nay tương tự như thế đó. Từ việc đi vượt biên, từ cái việc trong lúc mà chiến tranh tàn khốc nhất ở trong nước, cho đến tới cái thời gian vượt biên và cho đến tới cái sự sống an bình ở tại nước Hoa Kỳ, Ngài luôn luôn là bình yên và trí tuệ sáng suốt giải quyết mọi vấn đề được an nghi tự tại, chứ không có xảy ra hoặc là đem cái lợi ích riêng tư cho mình. Ngài không phải là một vị thánh nhân như vậy thì còn gọi ai nữa, đúng không? A Di Đà Phật. Nếu mà Tàu Tây Đức mà không cứu thuyền vượt biển, ắt Ngài sẽ nghĩ ra một biện pháp mạnh. Cái lúc này khi mà cái đoạn này là Ngài lên tàu rồi đó, Ngài mới nói ra. Mà cái lúc mà nó mời Ngài lên tàu để mà thương lượng đó, mà tại vì Tàu Tây Đức nó đâu phải là cái chiếc tàu để mà đi cứu người đâu, nó là chiếc để đi mà làm việc ở trên biển, mặt biển thôi, nó không có cái trách nhiệm để cứu người. Nhưng mà cái tình huống này nó gần như là nó từ chối cứu. Cho nên là xin mời quý vị nghe tiếp cái câu chuyện, phải nói là rất là mình cũng là người đi vượt biên mà mình nghe câu chuyện này tôi nói nó kinh hoàng. Nếu mà Tàu Tây Đức mà nó không cứu chiếc thuyền vượt biển, ắt Ngài sẽ nghĩ ra cái một biện pháp mạnh. Nhưng tạm thời thì Ngài không dám dùng biện pháp đó. Ngài dùng luật hàng hải trước. Và lúc đó Ngài mới nghiêm chào ông thuyền trưởng và nói với ông ta là: Ngài nhân danh là vị thuyền trưởng của thuyền VNKG-0602. Vì thuyền sắp chìm nên Ngài muốn bàn giao tất cả 523 thuyền nhân trên thuyền của Ngài cho ông thuyền trưởng. Đó là câu nói mà được dạy trong trường là phải nói khi thuyền lâm nạn. Và ông thuyền trưởng rất là nhân từ và ông ta đánh điện về Singapore. Singapore không dám nhận thì ông ta đánh điện về chính phủ Tây Đức. Thì ông ta đánh điện nói chuyện rồi, ông ta cho Ngài Đức Quốc Công nói chuyện trực tiếp. Thì lúc đó Ngài mới xin Ngài là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa và làm việc với chính phủ Hoa Kỳ. Rồi Ngài nói về tình trạng của trên chiếc thuyền của Ngài. Lúc đó Ngài nói bằng tiếng Anh cho nên nói dễ hơn chút. Khi tàu cứu Ngài và con thuyền, khi tàu của Ngài cứu Ngài và con thuyền rồi thì chúng định đưa Ngài và con thuyền đó vào Singapore, nhưng đi được nửa chừng thì gặp một chiếc tàu dầu, mà tàu dầu không chở tới Singapore mà chở vô lại Malaysia. Cho nên khi mà gặp tàu dầu giữa đường thì chiếc tàu của Tây Đức kia nó chuyển xuống người, tại vì được vớt đêm đó qua chiếc tàu dầu, và chiếc tàu dầu nó chở vô Malaysia. Xin nhắc lại cho quý vị biết, lúc mà hải tặc chúng nó tháo cái tay lái là lúc chúng nhảy xuống biển. Lúc đó đó, nếu mà không có cái bánh lái đó, chưa chắc chúng liền nhảy liền như vậy, và có thể mình phải đánh nhau với nó. Vì lúc đó chúng nó đã là nổi dục vọng lên rồi. Chúng nó có lẽ ông trời cũng cho nó cái một ít vàng. Thật sự có lẽ là ông trời ông cho chúng nó ít vàng đó quý vị. Vì chúng lấy được cái vô lăng, chứ nếu không Ngài nghĩ lúc đó cũng nghi nan lắm. Vì lúc đó Ngài nhìn đôi mắt của phu nhân như nhìn nhau lần cuối vậy đó.
tức là chuẩn bị có tử chiến vì phu nhân rất rành tính của ngài. Tại vì thật sự có bề trên, tại vì có những lúc làm việc không có suy tính, nhưng mà ngài thấy có dẫn lực của bề trên. Ví dụ là khi ngài về nhà thăm ông cụ, chúng công an nó chạy xông vào vô, là ngài phải chạy lên lầu nhì, thì chúng nó đã vào lầu dưới, thì ngài chạy lên lầu hai, là lên lầu ba là hết chỗ chạy, thì còn cái len can đằng sau nhà, mà đằng sau, đằng trước đó là bên dưới là Việt Cộng, nó lô nhô bên dưới rất là đông, nên đành phải ra ngõ lan can và leo lên mái nhà thôi, chứ không còn cái đường chạy nữa, leo lên đến nóc nhà và nhảy ra đằng sau. Chứ lúc này không còn chỗ chạy nữa và chỉ biết nhắm mắt lại và nhảy xuống, mà tự nhiên nghe thấy có tiếng gió nó hù hù và rơi xuống đất và không gãy tay gãy chân gì cả. Khi mà một con người đã được thiên mệnh, đã được đặc ân có thiên mệnh rồi, là chúng ta hành xử một cách không đắn đo, không tính toán, tự nhiên thì sẽ được tự nhiên, sống bình an. Cảm ơn quý vị. Mà tự nhiên nghe thấy có tiếng gió ù ù và rơi xuống đất và không thấy gãy tay chân gì hết. Cũng như nhảy từ trên tàu Tây Đức thật là cao nhảy xuống vậy, ngài vẫn thấy có cái lực của Thượng Đế. Thấy không quý vị? Ngài thấy rõ ràng, đứng trên tàu Tây Đức, ngài nhảy xuống như chơi, giống như ngài biết kinh công vậy. Nên sau này ngài và ông thiền trưởng uống rượu, nghe ông ta kể lại là ông ta thấy ngài bay xuống. Các vị đã thấy chiếc tàu của Mỹ, chúng ta đã từng thấy chiếc tàu Mỹ khi nó đón chiếc thuyền tị nạn rồi đó. Khi ngài nhảy xuống thuyền mình thì con thuyền cũng độ lớn hơn chiếc cái thuyền đó một chút thôi, mà không biết làm sao mà nhảy yên bình như thế, cũng không hiểu nổi nữa. Thấy đó là một phép lạ, mà ngài có một cái bản chất của người lính tác chiến, mà khi ra lệnh là không có cái gọi là cao kiến của mình. Thấy ngài tự tốn không? Dù thuyền của Titanic chứa tổng cộng là 2.208 người và bị đắm lúc khoảng 23:40 tại Bắc Đại Tây Dương, đã trên một thế kỷ trôi qua, nhưng trên con du thuyền tàu Titanic vẫn là cái danh từ nổi tiếng hàng ngày sinh hoạt trong đời sống, trong gia đình và ngoài xã hội của nhân loại. Còn chiếc thuyền tị nạn VNKG-0602 không chỉ chuyên chở và cứu sống tổng cộng 524 thiền nhân, mà nó sẽ cứu nói chung là cho thế giới trong thời Thượng Nhân Thánh Đức, riêng là cho tồn vong của đất nước và dân tộc Việt Nam. Bởi vì trên thuyền VNKG-0602 có một vị tài công gan dạ quyết tâm và được ông sủng là một quà tặng đến từ bề trên, để lái con thuyền vượt biển chở 524 người đến được cứu rỗi, nhưng phải trải qua 14 lần cảnh cúp biển mưu toan, cúp vàng, cúp của lấy tay lái vô lăng của máy thuyền. Nước biển, cúp biển nó tìm vàng đục khoét làm thuyền bị vô nước, máy thuyền như bất khuyến dụng, phụ nữ trên thuyền bị đe dọa hãm hại, đàn ông thì bị áp đảo đứng dồn về một phía bên trên một chiếc ghe và bất khả cưỡng. Những giây khách
trôi qua suốt thời gian dài vượt biển của thuyền KNKG VNKG 0602 ngoài biển, là từng giây khách tra tấn về tinh thần và sự đói khát đang trực chờ họ. Biển thì đang dậy sóng, thuyền thì mong manh, chứa đầy người tị nạn quằn quại và bi thương, khác hơn du thuyền tàu Titanic. Chứa đầy giai nhân, trai tài gái sắc, thương gia quý trọng, trong cảnh sóng êm đềm, biển lặng, du khách đang đu đưa, du dưa hưởng thụ những cái hớp rượu nồng trong ánh đèn màu sinh động, thì trong khoảnh khắc chịu đựng chưa tới 3 tiếng kinh hoàng, chứng kiến sự thật xảy ra ai chết và ai sống. Ngược lại với chiếc thuyền VNKG 0602, cảnh chịu đựng kinh hoàng trên biển dài như vô tận, ngày mai đây danh con thuyền VNKG 0602 sẽ là danh từ hy vọng, niềm vui trong mỗi gia đình và ngoài xã hội, như con tàu cứu rỗi năm xưa trong đại hồng thủy của ông Noe. Bởi vì trên con thuyền tị nạn VNKG 0602 có một vị thiên sứ là Đức Quốc Công Tổng thống ngày Đào Minh Quân, và cũng là một vị thuyền trưởng không chỉ cho thuyền vượt biển, chở thuyền vượt biển, mà cũng là vị thuyền trưởng cho con thuyền quốc gia Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Quý vị đừng có bao giờ chờ giống như ông Noe về cái con tàu đại hồng thủy năm xưa. Khi ngài biết được, ngài mới đi vào cái làng Simara trước kia, ngài rao tin rằng mọi người hãy chuẩn bị cái tư thế để mà vào con thuyền của ngài. Chính ngài đã đóng 50 năm mới thành hình. Mọi người ở trong cái tỉnh Simara khinh thường ngài Noe lắm. Còn có kẻ ngạo mạn là cười nói: "Ôi thời bây giờ mà làm như cái thời nào vậy ông Noe, làm gì có đại hồng thủy đến." Cho nữa là những con người ngạo mạn đó thì sẽ chuyện gì xảy ra khi mà đại hồng thủy đến, những con người đó là kêu cứu. Nhưng mà làm sao mà cứu nổi được. Cho nên tình hình ngày hôm nay cũng tương tự giống như thời đại hồng thủy năm xưa. Khi chúng tôi đi rao giảng, nhắn cho quý vị bao nhiêu những cái lời chân tình như thế này, quý vị xem thường, thì một ngày mai đây quý vị kỹ hãy nhìn giống như cái hành động của ông Noe năm xưa ở tỉnh Simara vậy đó. Khi dễ rồi cuối cùng bị cuốn trôi theo dòng đời. A Di Đà Phật. Có đúng không? Quý vị nên nhớ mọi thứ chuyện đều có luật định của nó. Cho nên ai hãy thức tỉnh sớm nhận diện ra tình hình trước thì sẽ được cứu rồi. Đừng đợi một ngày mai kia lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên hai miền đất nước, lúc đó quý vị mới lũ lượt cùng nhau trưng cầu dân ý, lúc đó không cần thiết nữa đâu. Đấy không? Trưng cầu dân ý có nghĩa rằng quý vị tự cứu mình đó. Mời quý vị cùng chúng tôi nghe một bài nhạc trước khi chúng ta chia tay. Chúc quý vị một cuối tuần thật bình an bên người thân yêu. A Di Đà Phật. Anh hùng cứu quý dân liền, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm. Xóa tan bao nỗi lầm than. Kính chào quý vị. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi. Anh
A Di Đà Phật, kính chào quý vị.